Mạng xã hội mang tên Hato vừa chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm, trở thành mạng xã hội chuyên sâu và thuần túy về ẩm thực đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Nổi bật nhất của Hato là dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo về phân tích hình ảnh, phân tích ngôn ngữ tự nhiên, giúp người dùng tìm được những món ăn tương tự và cả những người bạn thú vị có cùng sở thích hoặc giới thiệu những địa chỉ hấp dẫn nhất có thể bạn không muốn bỏ qua. Đơn vị phát triển sản phẩm này cho hay với xu hướng home cook tức là ẩm thực tại gia đang phát triển hato cũng mở ra cơ hội giúp các hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận tới mạng lưới thành viên và khách hàng rộng lớn những cá nhân có tương tác tốt chia sẻ hữu ích tích cực trên mạng xã hội này cũng sẽ nhận được những quà tặng theo cơ chế điểm thưởng độc đáo thú vị hiện hato đã sẵn sàng được tải về từ kho ứng dụng của apple store và google play hoặc tìm hiểu trên website https hato vn